Ồ, ra đạn là màu đầu, ra đạn là màu đầu. Không hiểu cái gì nữa mà. Ủa anh em có thấy gì không vậy các bạn? Đẹp trai, phong độ, bản lĩnh, tài tư duy, chỉ huy, chiến lược, con tim tốt. Những yếu tố trên là những thứ mà WAG bác gấu không có. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với đoạn video reaction hiện tại của WAG bác gấu. Và hôm nay chúng ta sẽ có đoạn video của Rút các bạn. Một người thiên về one shot và bắn headshot. Có rất nhiều pha ảo các bạn ở Thái Lan. Anh em biết Rút không ạ? Chắc biết sẵn biết đúng không? Ok, vô nào các bạn ơi. Xem video đừng quên like và subscribe nha. Đoạn video nào có gì mà mấy ông kêu vô reaction vậy hả? Let's go. Anh em đừng thấy mà mặc đồ boss này là anh em tưởng boss nha các bạn nha, boss này là boss PC đấy. Chỉ những người nào trên PC mới hiểu được cảm giác con boss PC nó mạnh cỡ nào các bạn. Con boss PC nó bắn xuyên tường xuyên keo luôn anh em à. Ừ, anh em nào chơi PC mới hiểu, tại vì Rút là người sử dụng trên PC. Anh em hiểu không? Như là Thái Lan cũng là một quốc gia mà tách biệt ra giữa PC và mobile. Như là chỉ có Bangladesh là được phép chơi PC mobile gặp chung bởi vì cái USO bên đó ít, bạn hiểu không? Ở Việt Nam mình cũng tách biệt cái PC mobile rồi, boss PC mạnh lắm đấy. Bay đủ đâu? Đó anh em nhìn thấy anh em kiếm boss có đâu nó bắn thấu tiền luôn đây. Ủa mà sao này giờ bắn chúng nó ta? Không phải quá sốc kinh thiệt. Bắn này chồng một ngon. Công nhận một điều là video của ông này chất lượng về mặt hình ảnh thì hình ảnh ông này chất lượng như vậy, quá chất lượng. Những cái pha này tôi nghĩ là Việt Nam mình cũng sức làm thôi. Việt Nam mình ít bạn nào làm video highlight cho PC các bạn, tại vì chịu không nổi, boss PC nó mạnh quá, chịu không nổi. Bolo lâu lâu trong Bolo bây giờ cũng không làm highlight cho PC ở Việt Nam đâu. Bolo qua Đức ngồi làm thôi. Qua bên Bangladesh làm. Highlight boss PC mạnh lắm các bạn à. Tôi hiểu nghiêng chỗ rồi. Ui. Ui. Cái gì? Ủa sao nãy giờ tôi để ý boss bắn rút nó không mốt nữa. Mốt thật à. Hám vậy? Không gì anh em, tại vì tôi cái này có những anh em cho PC biết chứ, còn tôi chịu anh em tôi ngày xưa giờ tôi không cho PC các bạn. Chịu đi. Ồ. Ồ. Cho nó bắn cúng không nổi. Cho. Ồ. 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 Lâu lắm rồi mà coi quan sóc này sao vui. Đã ghê không? Coi mắm lớn mà đã. Ồ. Ồ. Gì vậy? Ồ. Viên đầu tiên mà cũng căm thẳng vào đầu luôn nọ. Như là mặc định vào đầu luôn anh em ơi. Mặc định luôn rồi đó. Phải không vậy? Coi lại coi. Ôi thằng kia nó ngồi sao anh em ơi, thằng kia nó ngồi sao. Thấy bộ dạng cái tâm hơi dừa 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 nha. Cái tâm nó hơi bị chỉ trộn.
đẹp mắt gồm ơ. Quá đẹp mắt quá này. Đẹp quá này mà. Đẳng cấp. Khổ. Ồ. Ủa sốc vào mắt rồi anh em ơi. Ồ. 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 Dù đúng quá đạn danh tứ tung lên tiền em nổi. Cái gì vậy? Gì mà quên sốt và đạn như văn tứ tung lại tiền vậy? Ồ? What the fuck? Cái gì vậy? Đúng là chạy qua rồi mà đạn nó vẫn còn màu đỏ không đỡ? Ồ? Ví dụ như thế này thì ví dụ như thế này mà đạn găm vào hai người thì ok thì tôi còn chấp nhận được. Còn cái này kỳ không nở. Oh. What the fuck? Ủa cái gì đây? Đạn đâu rồi? Máu đâu văng tùm lum. Thì leo me đỡ. Ủa con nhỏ này mì nóc luôn hả? Hồi nãy. Ôi quá độc phát. Ô chưa. Ô. What's up man? Mạc lời. Ảo ghê ông nậu. Đâu hụt quá. Quay lại coi, coi. Cái độ phỏng thì cái chó. Trời muốn đổ gì mà văng tùm lum tà la luôn nữa. Má. What the fuck. Đùa quá tôi chịu anh em ơi. Chịu. Má. Thắng em cái am đầu luôn nữa. Má. Ồ, ra đạn là màu đầu, ra đạn là màu đầu. Không hiểu cái gì nữa mà. Ủa anh em có thấy gì không vậy các bạn? What the hell? Cái gì vậy ông nợ? Fuck man you. Cái gì vậy? Cho người đâu ngoài đây mà. Ủa cho người đâu ngoài đây vậy? Trời. Mạc lôi. Cái gì vậy ông nào? Đùa thì cái. Đùa quái đen thì không nở. Đùa thấy gì cơ chứ. Đù quái đen thì có chờ. Mm-hmm.
thấy đèn pin. Tôi nhớ rút này có silver mà hạt nào không, ông chơi không có silver không nữa. Anh em thấy thế nào các bạn? Ôi, pha nãy hơi ảo nha. Thực sự ảo thiệt các bạn. Phải táo không ta? Hồ đầu luôn. Hồ quần sốc, hát chị cái này. Tâm tự lưu nhà đúng không? Đây do chuột bị giật ta. Đây có người đâu? Do chuột bị giật đấy em ơi. Ảo đây ảo. Ồ. Má cái tâm dục cưới. Ồ. Ồ dục quá thằng này luôn nữa. Cái này. Ồ. Vượt qua chính xác thằng này luôn nữa. What the fuck. Má giật một cái dèo vô đúng thằng này luôn nữa. Má ảo thiệt chứ. Ảo thiệt anh em à. Cứ ngồi thì tôi đâu có chết được các bạn, nhưng mà ảo quá. Anh em nghĩ thế nào nhờ? Ờ, phải táo không? Bắn cái này tôi chắc C4 rồi bằng cụ rồi chứ gì nữa. Bắn gì mà tâm giật tối giật luôn cái này thôi chứ. Như cái cũ ông bay rồi sao á.
Thôi. Thực sự là coi một cái đoạn video tôi cảm nhận rất là đã các bạn, thật sự rất là tuyệt vời. Ok, Việt Nam này phải có rất nhiều những đoạn video như thế này nhưng mà ảo không các bạn, không công nhận là nhiều cái pha thực sự là nó ảo anh em à, thực sự rất là ảo luôn. Không biết là có xài am hay không biết các bạn, tại vì ở nước ngoài đâu có chết được. Tôi ok goodbye tất cả anh em, không anh em lâu lâu có video như thế này thì anh em cứ kêu tôi reaction cho, thực sự hay các bạn. Má cái đoạn này ảo thiệt, má cái đoạn này ảo kinh anh em à, thực sự là quá ảo các bạn, không tin luôn anh em à. Má nó giật từ tâm qua đây nè, anh em thấy không, qua đây nữa nè, má ảo thiệt. Ok ba anh em nha.